mới làm chuyện rồi con ơi. Trời ơi, ba mới làm chuyện rồi con ơi hả? Ba mới làm chuyện rồi con ơi, thương ghê không? Giờ kêu con đi, ầu ơi, dầu, cầu giống đúng đúng. Có, bánh mà ngoài mà. Có ai lắc cho nó không mà. Còn che lắc lẻo gặp gền khó đi. Con ơi, con ngủ cho ngoan ha. Ngoan lắm, nhầm luôn mà. Đắp mền cho con luôn hả? Đó chưa? Trời ơi. Đắp mền gái luôn. À, giữ gái ha. Quá thương rồi. Vợ thương con quá, con nghiệp quá. Con nghiệp luôn. Rồi búp bê là con gái. Mà ở mấy năm trời vậy mà tao không biết biết hả? Hả? Ở mấy năm mà tao không biết hả Tí? Biết chứ. Bé mà ta đuổi đuổi hơi, ta nói hơi khơi đó. À. Căng liều lên là căng à. Căng là không cho để không cho ở. Chứ người ta nói hơi khơi, ta nói đi chỗ khác rồi ha. Chồng bà đồ đi hết đi. À. Ta nói với em vậy. Dạ. Em cũng nín thinh luôn. Mình cũng già chứ ừ thôi. Dạ. Nhưng mà giờ mình muốn kê cái liều lên là không được rồi. Không cho nó che mà. Không cho che đâu. Giờ ở không người ta. Vui quá. Người ta. Bình thường đi, bình thường đi. Anh đợi làm thử đi. Có sao không? Sao ha? Có sao? Cố lên. Trời ơi. Cố lên. Cái cuộc sống mà sống chỗ này em chết luôn á. Quen rồi hả? Ôi. Ơi. Ôi. Mày không làm gì hả? Thấy lưỡi đầu. Anh tưởng mày té. Dễ ăn em lắm. Dễ ăn em lắm. Dễ ăn em lắm. Em rồi té té dữ. Cứ xong chứ. Ừ. Lại luôn. dễ ăn em lắm anh ơi. Chứ không phải là em té rồi, nhảy xong rồi. Dễ ăn là ốc bồ vàng ăn hả em? Không phải vậy. Mình khổ thì mình theo cái kiểu khổ. Đúng rồi, hiểu rồi. À, em vậy thôi, anh nhiều lúc anh cũng khổ, sống theo kiểu khổ thôi. Không nồi cơm nó gà chút rửa chỗ sạch. Anh tâm đi, đúng không? Yên tâm. Yên tâm, anh yên tâm đi. Cũng còn tỉnh lắm, anh yên tâm đi ha. Tỉnh đâu? Rồi, em uống rồi, uống tầm chừng chút xíu lên làm cỏ lắm. Chứ anh cỏ đâu? Làm cỏ cho ai? Làm mẹ nuôi. Ờ, chút xíu nữa đi chia sẻ cuộc sống chút rồi, làm sao đâu? Thấy anh Hiền? Ừ, làm nổi không? Làm gì người ta cho mình sao? Cho tiền nhiêu. Mẹ cho rượu thuốc. Cho rượu với thuốc hả? Chút xíu đi chia sẻ cho bà con nha. Rồi, chút xíu bây giờ mà không có rượu là nó rung đúng không? Để uống xíu đi. Uống xíu đi. Nó rượu nó rung. Không cảm cho em, không có rượu nó rung. Còn xíu đâu anh thấy. Thôi cái nồi cơm nó ngâm đi. Ừ, không ngâm đi. Ngâm đi, ngâm đi. Cái này đừng có rửa liền, rửa phải ngâm. Bỏ con đất đi. Bỏ con đất đi. Không không. Bỏ con đất. Không không. Ở sẵn mình rửa luôn đi. Đừng ấy vậy. Anh phải ngâm gì đi. Cái lúc sao? Mà anh gọi phải không? Gọi một chuyện phải không? Ừ. Anh rửa nó chả rất mập. Thì đúng rồi, nhưng mà sao em để nó bếp lò? Bếp lò là để nấu cơm mới, còn cái đồ cũ đừng để bếp lò. Em có nấu cơm mới đâu. Thời ơi. Em đi xông cơm nhiều hơn nấu cơm. Thời ơi. Rồi. Rồi sau khi mà sáng của em nè. Ừ, sau khi mà rửa chén rồi trở lại tiếp tục hả? À bây giờ em đi công chuyện. Rồi ăn hết ổ bánh mì đi. Phải chưa làm chút xíu đi. Làm đi xíu mệt giờ mang luôn rồi, em ngủ. À có nghĩa là mày chút xíu là em đi làm cỏ về em ăn cái này em ngủ. Trời ơi. Cho bà con gần đây á. Ơi ổ mì xíu mại ngon quá bay. Dù. Mấy chò đó. Mấy chò ha. Có... Mấy chò đó. À, rồi thôi là ngồi đó là làm hết lên bệnh nó đi. Ôi, hết bệnh hết làm chuyện luôn quá. Hết làm chuyện luôn hả? Mình về chia sẻ chút xíu nữa đi. Mình làm chứ công việc không. Ru con cái đây trời nãy giờ bỏ con nãy giờ để con gái. Con đâu rồi? Con rồi. Nãy giờ để con gái nằm nó không ru. Trời ơi, con gái nằm giống đó hả? Không ru. Ba mới làm chuyện rồi con ơi. Trời ơi, ba mới làm chuyện rồi con ơi hả? Ba mới làm chuyện rồi con ơi, thương ghê không? Giờ ru con đi. Ầu ơi, dầu, cầu giống đúng con đâu. Có bánh mà ngoài mà. Có ai lắc cho nó không mà. Còn che lắc lẻo gặp gền khó đi. Con ơi, con ngủ cho ngoan ha. Ngoan lắm, nhầm luôn mà. Đắp mền cho con luôn hả? Đó chưa? Trời ơi. Đắp mền gái luôn. À, giữ gái ha. Quá thương rồi. Vợ thương con quá, con nghiệp quá. Con nghiệp luôn. Rồi búp bê là con gái.
thì đáng thương đó cô chú anh chị, đáng thương hơn là đáng trách ha. Do người đàn ông này cái tâm lý á, rối loạn tâm lý, lúc tỉnh lúc mê không em? Lúc đang liếc mà hai liếc liếc hả? Liếc hả? Sao liếc? À, ý nói là bê đang liếc mình đó Nguyễn. Hả? Liếc á. Anh dạo mắt có liếc không? Đúng rồi, anh hiểu rồi. Hả? Anh dạo mắt có liếc không? Ừ. Rồi ngưng đi, đừng đưa giọng nữa, ngưng đi. Đừng đưa giọng. Rồi mình ngưng đi giọng, giọng liếc qua. Cỏ gần đây không hay là xa? Dạ. Vậy mình đem cái gì theo để mình làm cỏ? Hay là chỗ em cái chỗ người kêu làm khó đồ dụng cụ? Em bao tao theo vậy. Em bao tay ha, có sắm bao tay hả? Ừ. Có sáng lên gọi nè. Ừ. Bao tay đâu? Kìa tiền nãy anh cho em kìa, em bỏ cất đi để nó rớt. Ừ, anh thấy rồi. Ừ. Kỹ nha, mua nhiều yếu phẩm nha. Mua đồ đợi chứ. Ừ. Ghé lại thăm anh Thiền gặp phải thấy mới được nha. Ừ. Anh Thiền không thấy rồi đó. Mua rượu thì mua chút đỉnh thôi, còn để mua cái đồ không, mua rượu là anh biết tiền gì không thầy? Tiền gì? Em làm ba cỏ. Rượu là cho rượu ha. Làm rồi lấy tiền dư. Còn cái này để dành mua sò bông với nhu yếu phẩm rồi ha. Rồi đường bột ngọt. Chén, đường bột ngọt dập vô. Để dành đó chứ mình ở đây ai lo mà anh. Chính xác. Cũng biết ha. Còn cái vụ mà mấy bếp ga xe đạp này thì ông bà có chú có nhà ý thì anh với Nguyễn sẽ tới nữa nha. Anh chỉ bây giờ cần cái bếp ga là quan trọng chứ. Rồi tại vì hỏi anh ảnh đúng không, là em á không có bếp ga, mưa xuống cái là em ai trời không có củi chụm nó hay anh cứ quay vòng rồi anh không có chỗ che lý do giờ mà che lên là người ta đuổi. Đó, sống thì lén lút người ta cũng biết rồi, nhưng mà người ta đuổi nhẹ đuổi khéo thôi, đi không đi thì thôi, nhưng mà làm quá người ta nói chiếm chỗ người ta không cho, che lên là chiếm đất người ta không cho. Thật sự là vậy. Ví dụ như giờ người ta muốn bán mảnh đất này đi, là anh ở đây rồi sao bán. Cho nên người ta không cho phép, nghĩa là mình có thể người ta giờ ở người ta cũng không đuổi đâu. Nhưng mà người ta có tiếng nói vô là người ta khi mà đi là phải đền. Nó ngộ vậy đó nên người ta sợ lắm. Người ta sợ rồi bây giờ phải lòng, đi ha. Không anh đi là anh người ta anh bán đất anh đuổi người ta đi phải cho tiền người ta đó. Dạ, tại người ta định cư đó mà bạn ơi, 150 triệu à, nên là người ta sợ đó. Nó dính nhiều đó. Tao không cho mình nở. Người ta bỏ khí vậy đó. Nhưng mà người ta đuổi, nhưng mà anh làm lên loá người ta không cho. Với em tí đây thì ở tạm bợ vậy đó, mưa thì trốn chỗ khác, còn ban ngày ở đây người ta biết đó, người ta không nói. Ta nói, ta đã nói rồi, ta đã nói rồi, nhưng mà không sao. Còn nếu mà che chòi lên, kiên cố lên. Không có cho. Không cho. Ngộ cái cuộc sống nó vậy. Có nóng giờ nè. Sáng nay ấu mày em đủ no nè. Đâu em ăn thử miếng coi chứ anh thấy chưa ăn uống gì cho người tí. Ăn được không? Được chứ, em còn làm chuyện mà. Thì đó ăn cho nó no đi. Đói không? Đói dữ không? Không hả? Ít đó hơn quà. Cũng phải ăn hả? Miếng với lót dạ chứ nãy giờ thấy làm không ăn. Không ăn gung hết hả? Không có mì hả? Không hết. Có gung hết hả? Ăn gói mì thì không. Sáng chiều luôn gì? Chiều không ăn. Không ăn gì luôn. Đừng đưa giống. Rồi bụng nó cứng. Đúng rồi, no cái bụng đi. Làm hết ổn mì đi, đi làm cỏ. Chưa có thằng lính. Có thằng lính nữa, đâu, có nhỏ lính nữa. Vậy có một người nữa hả? Lính hay là gãy ông? Qua đó. Đấy. Con bông của em đó. Con Milo. Con Kiki hả? Kiki. Trời ơi, anh có lính. Ý nó là có một lính nữa. Ở đây luôn á hả? Lại chơi. Ở sớm lại chơi. Nhưng mà thân với em hả? Thân. Thôi. anh này anh sống. Anh mì để anh cho con kia ăn. Con kia ăn luôn. Có khi nào nó ngủ đây với em không? Không, nhiều lúc có ngủ rồi. Có nhiều lúc ngủ luôn. Vậy là chủ khác, chủ nhà có ghi đó người ta có nói la em không? Con vật á, làm bạn con vật. Ông già nuôi của em nuôi á. Ông già nuôi của em là cái người thương em á ha. Người em ở đó với đó thì con kia nó ở, nó biết em coi như người nhà luôn, đi theo em luôn. Lính của em luôn. Thì là đây em bón mì cho nó ăn mà. Là chưa có khi nó về đây nó ngủ với em luôn.
tối. Tối ha, cũng vui. Thì em ăn được chút đỉnh thì em dục bỏ xuống nữa. Thôi em đi làm chuyện. Rồi.